Hoàng xin gửi tới tất cả các anh chị có trong khán phòng ngày hôm nay. Lâu lắm rồi Lâm Hoàng mới lại có dịp tới Scavi Hoàng Cầu từ tất cả live show thứ năm. Anh ở biên cương, lời con sông Hồng chảy về đất Việt. Ở trên anh mùa này con nước lắng phù sa im bóng đôi bờ. Anh ở biên cương, biết rằng em năm tháng mong chờ. Cứ chiều chiều ra sông mà anh nước lên ngày ngày cùng bạn. Chốt anh ngài xuống sông Hồng cho thỏa lòng em mong. Em ở phương xa nghe đài báo gió mùa đông băng. Em thương anh nơi chiến hào gặp em mà em thương anh. Chiều nay đang đứng gác núi dư đánh trời áo ấm có lạnh không hỏi anh đông, vì rằng em luôn ở bên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.